Thầy xin chào tất cả các em. Rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình ôn luyện trực tuyến hàng năm do Báo Thanh Niên tổ chức. Đến với chủ đề ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ đến các em đơn vị kiến thức carbohydrate và chúng ta dành nhiều thời gian cho việc giải toán những nội dung quan trọng của chương carbohydrate. Chúng ta cùng nhau đi vào bài giảng các em nhé. Tri thức và khí chất đều có thể song hành. Thế hệ mới gạch bỏ giới hạn, khai phá tiềm năng, viết nên điều khác biệt, thêm khí chất để tri thức lan tỏa thành nguồn cảm hứng, biến tri thức thành sức mạnh để thổi bừng lên khí chất. Tri thức song hành cùng khí chất, viết nên bản lĩnh thời đại. Thiên Long tỏa tri thức bừng khí chất. Đầu tiên, thầy trò của chúng ta hệ thống hóa lại kiến thức về carbohydrate. Carbohydrate chia ra làm 3 loại. Thứ nhất là monosaccharide, gồm có glucose và fructose. Đây là hai hợp chất đồng phân của nhau. Glucose có 5 nhóm OH liền kề và một nhóm CHO. Còn fructose của chúng ta có 4 nhóm OH liền kề, một nhóm CHO chèn giữa và cuối cùng là nhóm CH2OH. Vậy thì gluco và fructo chúng ta thấy nó đều thể hiện tính chất hóa học của một polyalkon, nghĩa là nhiều nhóm OH liền kề sẽ có phản ứng với COH 2 lần tạo ra được hợp chất có màu xanh lam. Và tính chất này giống nhau của gluco với fructo. Vậy khác nhau ở chỗ nào các em? Gluco có nhóm chức CHO cho nên nó có phản ứng với bạc nitrat trong môi trường ammoniac tạo ra được hai mol bạc kết tủa của nhóm anhydride. Gluco có nhóm CHO sẽ làm mất màu được dung dịch nước brom ở điều kiện thường. Gluco có nhóm CHO khi tác dụng COH 2 lần đun nóng nó sẽ tạo ra được CO2O kết tủa màu đỏ gạch. Còn fructose của chúng ta, các em có thể dự đoán xem fructose có phản ứng trắng bạc không các em? Nhìn sơ qua thì chúng ta thấy là nhóm C nối đôi O này không phản ứng. Tuy nhiên trong môi trường NH3 là một môi trường 3 giờ, nó sẽ có sự chuyển hóa fructo thành gluco. Và sự chuyển hóa đó đã làm cho fructose của chúng ta có phản ứng trắng bạc và nó cũng tạo ra được hai mol bạc kết tủa. Vì vậy các em không được dùng phản ứng trắng bạc để nhận biết glucose với fructose, mà chúng ta phải dùng một phản ứng khác, đó là phản ứng với dung dịch brom. Fructose của chúng ta không có phản ứng với dung dịch brom mà chỉ có gluco làm mất màu được nước brom mà thôi, nên chúng ta dùng dung dịch brom để nhận biết. Ngoài ra các em thấy ở đây phản ứng hóa học của glucose còn có phản ứng oxy hóa. Với hydro, glucose tác dụng tạo ra được sorbitol. Fructose cũng tác dụng được với hydro tạo ra được polyalkon. Và khi đó, từ hợp chất, gluco là một hợp chất tạp chất. Fructo cũng là một hợp chất tạp chất. Nếu phản ứng với hydro, nó cho ra được polyalkon, đó là hợp chất đa chất. Các em cần lưu ý nhé, những cái khái niệm về tạp chất, về đa chất chúng ta cần phải nắm. Để điều chế ra được glucose, chúng ta thủy phân tinh bột. Tiếp theo, chúng ta sang phản ứng đặc trưng của disaccharide C2. Có hai nhóm. Chúng ta thấy ở đây disaccharide của chúng ta nó là một phân tử glucose liên kết với một phân tử fructose qua nguyên tử oxy. Thì chúng ta được phân tử saccharose, nó là một hợp chất disaccharide. Về cấu tạo thì nó chỉ có nhóm OH mà thôi. Về tính chất hóa học thì nó thủy phân, nó tạo ra được alpha glucose và beta fructose và nó tác dụng với COH 2 lần ở nhiệt độ thường. Polysaccharide của chúng ta gồm có tinh bột và cellulose. Tinh bột và cellulose nhìn vào công thức chúng ta thấy nó là C6H10O5N lần. Tuy nhiên nó không phải là đồng phân của nhau vì cái giá trị N của cellulose nó lớn rất nhiều so với giá trị N của tinh bột. Ta lưu ý nhé. Và phản ứng đặc trưng của tinh bột với cellulose là phản ứng thủy phân.
tinh bột thủy phân cho ra glucose, còn cellulose thủy phân thì cũng cho ra glucose, nhưng mà nó ra được cái dạng khác nhau. Ví dụ tinh bột thì ra alpha glucose, còn cellulose thì ra beta glucose. Tinh bột của chúng ta được tạo thành từ quá trình CO2 tác dụng với nước, nhờ ánh sáng và chất diệp lục nó sẽ tổng hợp được tinh bột. Còn cellulose của chúng ta có phần đặc trưng với axit nitric, tạo ra cellulose trinitrat là một loại thuốc nổ, hoặc nó có thể tác dụng với anhydric acetic tạo ra cellulose triacetat, đó là một loại tơ. Cellulose của chúng ta không tan trong nước và nó tan được trong dung dịch nước Svejer tạo ra tơ đồng ammoniac. Đây là nội dung kiến thức trọng tâm của chương carbohydrate các em cần phải nắm. Về phản ứng hóa học có liên quan đến bài toán thì chúng ta thấy oxy hóa glucose bằng bạc nitrat trong môi trường ammoniac gọi là phản trắng bạc, và nó tạo ra hai mol bạc kết tủa. Nhớ rằng fructose trong môi trường 3 giờ nó chuyển thành glucose và cũng có phản trắng bạc, cũng tạo ra được hai mol bạc. Nào, chúng ta cùng nhau giải câu hỏi số 1 trong đề minh họa 2017. Cho 500ml dung dịch glucose phản ứng hoàn toàn với lượng dư bạc nitrat trong môi trường ammoniac thu được 10,8 gram bạc. Tính nồng độ mol của dung dịch glucose đã dùng. Chúng ta có 1 phút để suy nghĩ. Chúng ta nhớ lại, glucose phản ứng với bạc nitrat trong môi trường ammoniac tạo ra được 2 mol bạc kết tủa, và chúng ta viết sơ đồ. 2 mol bạc, số mol bạc 0,1 chia 2 được số mol gluco 0,05. Vậy chúng ta tính được nồng độ 0,05 chia thể tích ở đây 500ml đổi về lít là 0,5 lít thì chúng ta được 0,1 m. Rất đơn giản đúng không nào? Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Câu hỏi số 2. Cho em m gam glucose và fructose tác dụng với bạc nitrat trong môi trường ammoniac tạo ra 43,2 gam bạc. Cũng m gam hỗn hợp trên tác dụng hết với 8 gam brom trong dung dịch, tìm số mol gluco và ructo đã phản ứng. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ trong 1 phút. Ở đây thầy sẽ gợi ý cho chúng ta như sau. Glucose của chúng ta có phản trắng bạc. Ructose của chúng ta cũng có phản trắng bạc, nhưng chỉ có glucose tác dụng với brom, ructose thì không. Vậy dựa vào số mol của brom tham gia phản ứng với gluco, chúng ta sẽ tính được số mol của gluco. Vậy gluco ở đây là 0,05 mol. Có gluco rồi, chúng ta có gluco ra 2 bạc, ructo ra 2 bạc. Vậy 2 lần số mol gluco cộng 2 lần số mol ructo bằng số mol bạc là 0,4. Mà gluco là 0,05 thì tính được ructo theo phản ứng này, chúng ta được 0,15 mol. Giá trị này cho chúng ta đáp án của câu hỏi này sẽ là câu A. Rất đơn giản đúng không nào? Chỉ cần chúng ta tư duy một tí và nhớ lại kiến thức trọng tâm mà phần kiến thức thầy đã từng cung cấp cho chúng ta ở lý thuyết á, thì chúng ta sẽ dễ dàng giải được câu này. Ta sang dạng toán số 2, phản ứng thủy phân. Các em nhớ cho thầy rằng monosaccharide như gluco và ructo thì không bị thủy phân. Từ disaccharide trở lên nó mới bị thủy phân và nó thu được các monosaccharide. Ví dụ saccharose sẽ thu được gluco và ructo. Về polysaccharide thì thủy phân, đến cùng nó sẽ tạo ra được các monosaccharide. Ví dụ tinh bột hoặc cellulose thì thu được glucose. Thủy phân tinh bột hoặc thủy phân cellulose sẽ thu được glucose. Cần nhớ, khi giải bài tập thủy phân, ta sử dụng sơ đồ hợp thức và chúng ta chọn giá trị N trong công thức C6H10O5N lần là bằng 1 để chúng ta tính toán cho nó dễ dàng. Nghĩa là chúng ta bỏ luôn chữ N đi, chúng ta không quan tâm chữ N đó nữa và chúng ta tính toán bình thường. Nào, chúng ta cùng nhau giải câu này. Thủy phân M gam saccharo trong môi trường axit thu được sản phẩm chứa 10,8 gam gluco, hiệu suất phản này đạt 90%, tìm giá trị của M. Chúng ta có 1 phút suy nghĩ. Thầy sẽ gợi ý cho chúng ta giải câu này như sau.
các em thấy ở đây chúng ta có glucose, số mol của nó là 0,06 mol. Saccharo thủy phân cho ra gluco và ructo. Từ số mol này chúng ta tính được số mol saccharo. Hiệu suất 90% mà em tính từ sản phẩm lên thì em nhân 100 chia 90, các em được khối lượng 22,8 tương ứng với giá trị của câu B. Rất đơn giản đúng không nào? Ở đây thầy chỉ nhắc lại cho chúng ta về hiệu suất từng giai đoạn thôi. Câu số 4. Thực hiện phản ứng trắng bạc với dung dịch X gồm M gam gluco và saccharo thu được 0,02 mol bạc. Nếu đun M gam X với H2O4 loãng rồi trung hòa dung dịch Y mới trắng bạc thì thu được 0,06 mol bạc, tính giá trị của M. Bài này chúng ta giải như sau các em. Đầu tiên, gluco trắng bạc tạo ra 0,02 mol bạc, gluco thì cho ra 2 bạc đúng không nào? Vậy có bạc là 0,02 thì ra được gluco 0,01. Vì saccharo thì không có phản ứng trắng bạc nhé. Nhưng nếu như thủy phân saccharo thì có trắng bạc không các em? Có. Gluco ra 2 bạc. Saccharo thủy phân thì ra hai cái gốc giống nhau cho nên thầy tóm lại là hai gốc C6H12O6 luôn. Thì hai gốc này sẽ cho ra 4 mol bạc nữa. Vậy tổng mol bạc 0,06 trừ cho cái mol bạc của gluco là 0,02 thì nó còn 0,04, vậy 4A bằng 0,04 thì A bằng 0,01. Từ đó các em có thể tính được khối lượng của hỗn hợp X ban đầu, đó là 5,22 gram. Ở bài này chỉ cần chúng ta nhớ là gluco của chúng ta có phản trắng bạc và nó ra 2 mol bạc, còn saccharo thì không. Nhưng khi thủy phân thì saccharo sẽ cho ra được gluco và ructo. Gluco cũng trắng bạc, ructo cũng trắng bạc cho nên là nó ra 4 mol bạc. Từ đó chúng ta sẽ giải quyết được câu này một cách nhanh nhất. Đáp án của câu này là câu B các em nhé. Ta sang dạng toán số 3, đó là tổng hợp các chất từ carbohydrate. Ví dụ phở lên men rượu, glucose lên men tạo ra được rượu ethylic và khí carbonic. Cellulose thì chúng ta tách nó ra thành C6H7O2, OH 3 lần, nghĩa là nó có 3 nhóm OH tự do trong mỗi gốc cellulose. Khi giải bài toán này thì chúng ta cũng chọn N bằng 1 cho nó dễ. Nào, chúng ta cùng nhau giải câu số 5. Lên men M gam tinh bột tạo thành ancol ethylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào canxi hydroxit thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH1M và X thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được lớn nhất thì cần tối thiểu 100ml dung dịch NaOH. Yêu cầu tìm giá trị của M. Chúng ta có 1 phút để suy nghĩ cho câu hỏi này. Bây giờ thầy sẽ gợi ý cho chúng ta như sau. Các em biết lên men tinh bột thì sơ đồ hợp thức của chúng ta như sau. Tinh bột sẽ cho ra được 2 mol ancol ethylic và 2 mol CO2. Vậy chúng ta có A là số mol tinh bột thì qua đây số mol CO2 này sẽ là 2A. Nhưng mà hiệu suất 75% cho nên chúng ta nhân cho 75 chia cho 100 chúng ta được 1,5A. Khi bài toán dẫn CO2 qua COH 2 lần thì chúng ta nhớ là nó thu được 2 muối. Ở đây kết tủa của chúng ta 50g là 0,5 thì chúng ta tính được CO2 tham gia phản tạo kết tủa là 0,5. Ngoài ra nó còn tạo được cái muối tan CaHCO3 2 lần. Vì sao? Vì cho NaOH vào lại thu được kết tủa nữa nè. Thì đây là cái muối axit và nó có tính lưỡng tính nên nó tác dụng được với base. NaOH tạo ra được CaCO3 tiếp tục theo phương trình vẫn này. Phương trình vẫn này là phương trình tối thiểu các em nhé, vì tối thiểu nên chỉ cần 1 mol NaOH thôi. Vậy NaOH 0,1 thì CaHCO3 2 lần 0,1 các em gắn lên, em tính được CO2 0,2. Vậy tổng CO2 là 0,5 với 0,2 là 0,7. Từ đó chúng ta có 1,5A thì bằng 0,7 thì tính được A. Có A rồi các em ráp vào các em tính được cái giá trị M. M này của chúng ta là 75,6 gram tương ứng với đáp án D. Câu này là một câu vận dụng cao vì các em cần phải xử lý rất nhiều giai đoạn. Thứ nhất là phản thủy phân tinh bột, nhớ là tạo ra 2 mol CO2. Thứ hai dẫn CO2 vào dung dịch kiềm thì chúng ta nhớ tạo 2 muối. Mà cái muối CaHCO3 2 lần này tác dụng NaOH, tối thiểu thì chỉ cần 1 mol NaOH thôi. Nó tạo ra CaCO3, ở đây vẫn còn cái gốc NaHCO3 và 1 mol nước. Giả sử đề cho tối đa thì các em cần 2 mol NaOH ở đây. Nó sẽ tạo ra CaCO3, Na2CO3 và 2 mol nước. Khi đó nó có một đáp số khác. Lưu ý rằng đề thi cho chúng ta chữ tối thiểu thì chúng ta làm 1 mol NaOH ở trong phương trình phản này. Nếu như cho tối đa thì chúng ta cân bằng đây số 2 và sản phẩm là Na2CO3. Các em lưu ý nhé.
Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu tự hào kiến tạo một nền học vấn tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu, năng động và sáng tạo. Nơi hun đúc tâm hồn Việt và trí tuệ thế giới. Học tiếp bậc đại học tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hoặc tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Tất cả trong tầm tay bạn. Vậy các em cần nhớ ở đây. Thầy cho chúng ta một phương pháp giải nhanh. Nghĩa là chúng ta dựa vào định luật bảo toàn carbon. Để kết tủa cực đại thì toàn bộ CO3 2 trừ chuyển hết vào đây cần x mol OH trừ. Từ đó các em cũng tính được 75,6. Giá trị này là giá trị D, hồi nãy đáp án của câu D đó các em. Nào, chúng ta cùng làm câu hỏi số 6. Cũng là một câu tương tự như vậy, chỉ có đổi COH 2 lần thành BaOH 2 lần thôi. Kết tủa lớn nhất cần ít nhất. Ít nhất ở đây là tối thiểu nè. Rồi chúng ta cùng nhau giải theo phương pháp mà thầy gợi ý. CO2 dẫn qua BaOH 2 lần hiện tạo 2 muối. Từ cái muối axit này cần 0,01 mol NaOH tạo ra kết tủa. Vậy thì kết tủa 0,01, chúng ta giải được xi. Có xi thì chúng ta tính tổng số mol C. Tinh bột thì ra 2 mol CO2, vậy CO2 0,06 thì tinh bột là 0,03. Lấy mol lớn là 162 nhân 0,03, hiệu suất toàn quá trình 81%. Nên chúng ta phải chia 0,81, chúng ta ra được 6 gam. Nếu chúng ta thuộc được những cái biểu thức tính, thuộc được những cái bước quy trình tính thì chúng ta rút ngắn được giai đoạn. Khi đó các em giải cái câu này chỉ có chưa đầy 1 phút thì các em có thể giải được. Các em xem lại câu 5 á, thì hướng dẫn cái phần mà chúng ta giải nhanh rồi chúng ta tư duy chúng ta giải câu 6. Các em khi mà quan sát cái bài giảng của thầy á, thì các em chúng ta lấy giấy ra chúng ta cũng làm. Để chúng ta thao tác, chúng ta nhớ phương pháp làm thì chúng ta mới rút ngắn được cái giai đoạn để chúng ta tính toán những câu hỏi này trong đề thi thật. Chúng ta thực học, thực chiến thì chúng ta đi thi, kết quả chúng ta sẽ thực tế và cho điểm cao. Nào chúng ta cùng làm câu số 7. Cho 2,5 kg glucose chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic. Đề bài yêu cầu tính thể tích ancol etylic 40 độ, nghĩa là rượu 40 độ đó các em. Biết khối lượng riêng là 0,8 và quá trình điều chế này hao hụt 10%, nghĩa là nó chỉ đạt hiệu suất 90% thôi. Nào chúng ta cùng nhau giải với thầy. Đầu tiên các em nhớ công thức độ rượu. Độ rượu chính là V rượu nguyên chất chia cho V dung dịch rượu nhân 100. Dung dịch rượu là bao gồm có rượu và nước á. M dung dịch bằng V nhân D. Vậy sơ đồ của chúng ta như sau. Tinh bột của chúng ta ra 2 mol ancol etylic. Ở đây các em có 20% tạp chất nên chúng ta phải nhân cho 80% là nguyên chất. Chúng ta lấy 2,5 kg glucose, chúng ta chia M lớn của nó 180. Rồi các em nhân 2 vì nó tạo ra 2 ancol etylic nè. Rồi nhân cho, ở đây chúng ta có 46 là M lớn của ancol etylic, nhân tiếp cho 80%. 80% này chính là cái phần trừ đi tạp chất 20% á, rồi nhân cho 90% này là hiệu suất. Chúng ta ra được giá trị của V 2,875 lít. Câu này khá đơn giản đúng không nào? Chỉ cần chúng ta tư duy được công thức độ rượu và tư duy được M dung dịch thì chính là bằng thể tích nhân với khối lượng riêng. Và nhớ rằng tinh bột thủy phân hoặc là glucose thủy phân thì nó sẽ cho ra được 2 mol ancol etylic. Câu số 7 này chúng ta tính toán khi chúng ta thuộc rồi á, chúng ta chỉ cần tính một dòng thôi, đó là V bằng nè. Ở đây chúng ta thấy M nè, chia cho D. D này là 0,8. M thì chúng ta lấy 2,5 nhân 2 nhân 46 nhân 80% nhân 90% chia 180. 180 này chính là M lớn của Luco á, khi mà chúng ta tính số mol nãy có cái biểu thức 180 dưới đây nè. Nguyên cụm này chính là M của dung dịch, rồi chúng ta chia cho D thì nó ra được V. Nội dung của câu hỏi số 7 vừa rồi cũng đã kết thúc phần carbohydrate. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các em ở chuyên đề lần sau.